Kính bạch sư, gia đình con sắp tới định kinh doanh tiệm cầm đồ. Cho con hỏi liệu có gây nghiệp ác gì không? Làm thế nào để giảm bớt nghiệp khi kinh doanh theo cách này? Kính mong sư giải đáp. Đây là một câu hỏi thú vị ha. Bây giờ, thứ nhất là bây giờ mình kinh doanh tiệm cầm đồ á, có gây ác nghiệp gì không? Và thứ hai là nếu có thì làm sao để giảm bớt ác nghiệp? Bây giờ sư nói trước những cái ác nghiệp mà mình có thể phạm khi mà mình kinh doanh ha. Thứ nhất là mình phạm vô cái tội là nói dối, do mình không trung thực khi khai báo. Ví dụ như khai báo về thuế hoặc là khai báo về cái nguồn thu chi của mình á, mình không trung thực. Hồi một thời gian báo có đăng đó, một số cái trung tâm cho vay đó, cho vay tín dụng đó. Họ nói là lãi suất rất là thấp nhưng mà kèm ở trong đó là những cái chi phí khác. Sẽ không nhớ chi phí gì mà nó đội lên tất cả đống tiền. Nhưng mà cái lúc vay thì họ không có nói. Thì đó đều được xem là sự gian dối. Thì mình tránh, đầu tiên là mình tránh cái sự gian dối đó. Cái thứ hai á, là về cái lãi suất. Thì cái lãi suất á, thì mình theo quy định của nhà nước thì mình sẽ không có vi phạm pháp luật của nhà nước nha. Rồi cái vấn đề tiếp theo của vấn đề lãi suất á, cái này là theo ý kiến cá nhân của sư ha, là tại vì thời mà Bồ Tát còn vung bồi ba la mật á, thì cũng có những kiếp mà Bồ Tát kinh doanh. Thì Bồ Tát có suy nghĩ á, nếu như mà mình ra một cái giá nào đó có thể làm người khác bị tổn thương, thì cũng vậy á, khi mà mình thu tiền lời á, thì có thể là người khác sẽ tổn thương. Thì sư có lời đề nghị như thế này nè, mình nên quy định cái lãi suất tối đa. Thí dụ như á, là sau khi trừ cái tiền vốn, sau khi trừ tiền lời, thí dụ như là nó lên tới 150% rồi, sư ví dụ như vậy đi. Tức là mình thu cái tiền lãi góp hàng tháng mà nó hơn cái tiền vốn cộng với tiền lời để mình đủ trang trải rồi á, thì nên xem xét khả năng xóa nợ cho người ta và trả lại cho người ta đồ. Thì đây là một cái lời gọi là đề nghị của sư thôi. Tại vì dù sao đi nữa thì mình vẫn là kinh doanh dựa trên cái đồng tiền của người khác á, thì nó có thể làm người khác bị tổn thương. Cho nên mình hãy cẩn thận cái đó để nó giảm bớt cái phần gọi là cái phần nghiệp bất thiện nếu có, và sự oan trái với chúng sanh. Nó giống như hồi trước thì trong khóa tu cũng có vị là nói với sư là bây giờ họ đang cho vay tiền, thì sư cũng có hỏi là bây giờ cái tiền lời mà người ta trả cho mình là nó đã hơn cái khoản vay hay chưa. Nếu mà tiền lời nó hơn khoản vay thì cái này là lời đề nghị cá nhân của sư. Sư đề nghị là nếu như tiền lời nó đã hơn khoản vay rồi và trừ chi phí vận hành các thứ và cái lợi nhuận mà mình thấy là vừa đủ á, thì nên xem xét cái chuyện là xóa nợ cho người ta. Thì đó là cái cách hành xử nó tốt đẹp. Chứ còn nhiều người sư nói họ vay mà chừng vay một mà trả tới 10 mà vẫn chưa hết nợ thì cái đó không nên. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.